Tâm Anh vẫn là một trong những hoa thị phi nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Sau khi biến mất và hoàn toàn im hơi lặng tiếng trên sau một căn đang động trời không rõ thực sự thì gần đây, cô nàng đã trở lại với loạt động thái khá khó hiểu. Đầu tiên, trong Tâm Anh cực kỳ lạ lẫm với mái tóc được cắt ngắn. Sau đó, cô nàng liên tục đăng tải nhưng ta tớt sơ điếp đầy bóng gió về chuyện vấp ngã trưởng thành. Cái giá của sai lầm tuổi trẻ là nửa đời lênh đênh, đôi khi câu nói bâng quơ lại cứu sống một con người những ta tớt nghe thôi đã thấy đậm mùi triết lý. Tâm Anh côn bác với mái tóc ngắn sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Sau đó, cô nàng tiếp tục gây bất ngờ khi đi hiến tạng. Ai cũng biết đăng ký hiến tạng là việc làm giàu tính nhân văn nhưng lại là quyết định không hề dễ dàng với cá nhân mỗi người, mỗi gia đình, cộng với việc thời gian qua Tâm Anh gần như là cái tên hút mọi thị phi trên đời vì nghi vấn là nữ chính trong căn đăng hừng hực trên hồi tháng 4 vừa qua. Thì động thái này của Hoa Di lại càng được chú ý nhiều hơn nữa. Mới đây, cô nàng gây sốc khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng. Được biết, Tâm Anh luôn tự tin với dòng hai quá khổ, không có đường cong nên đã quyết định giao kéo để có được thân hình ưng ý hơn. Ngoài chuyện giao kéo gây sốc, những hình ảnh này còn vô tình tố cáo khuôn mặt có phần mũm mĩm cùng làn da không mấy mịn màng của Tâm Anh. Có lẽ mệt mỏi vì căng đăng mà cô nàng đã xuống sắc thấy rõ. Có lẽ vì nhận được nhiều ý kiến trái chiều mà Tâm Anh đã khéo léo giải thích khuôn mặt đáng thương khi phải nhịn ăn cửa buổi sáng để làm phẫu thuật. Cô nàng cũng không quên nhắn nhủ mọi người chờ đợi dòng eo của mình sau khi lành lặn. Khuôn mặt Tâm Anh khá kém sắc và mệt mỏi. Hiện tại, nhiều người đang tò mò xem thân hình hậu giao kéo của Tâm Anh sẽ thay đổi thế nào. Tuy nhiên cũng có người cho rằng chuỗi những động thái của nàng Hoa Di thị phi này đều có tính toán với mục đích lấy lại thiện cảm của dân mạng sau đó, quảng cáo. Dẫu vậy, dù làm gì đi chăng nữa thì chắc chắn Tâm Anh sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể khiến dân mạng thôi bàn tán về những lùm xùm trong quá khứ.